đi ra ngoài đường buổi tối về một cấm tiệt, tuyệt đối không mở mồm ra, cũng không gọi tên nhau ới ời, không muốn nghe bắt buộc phải nghe. Dặn bao nhiêu lần rồi. Nó có sách mách có chứng với câu chuyện này mình kém từ hồi tháng 8 năm ngoái. Tối của ngày hôm đấy mình nhận được một cái tin nhắn của một cô bé 15 tuổi. Trước cái hôm bạn nhắn tin cho mình một ngày á, bạn nói rằng em bị đè kinh khủng. Đè kinh khủng là đè làm sao ạ? Mắt không cho mở, miệng không cho mở, chân tay thì chặt xuống, mỗi khi mà chuẩn bị bật dậy là y như rằng nó dí xuống giường. Chưa kể là có cái cảm giác như bị cựt áo vậy. Sáng ra tỉnh dậy thấy trước ngực tím bầm. Khi mà bé kể lại với mẹ của mình ấy, thì mẹ của em ấy không tin và nói rằng chỉ do là em ấy mệt quá, áp lực nên sinh ra ảo giác thôi ấy. Vậy nên cực kỳ mong nhận được sự giúp đỡ của mình. Nhưng thú thật với mọi người, mình và em đầu tiên là hai người khác đạo nhau. Thứ hai, mình cũng chỉ là một con nhân vật tử bình thường, không có đạo pháp cao siêu gì để mà có thể nhìn ra được cái căn cơ rõ ràng để mà giúp em cả. Vậy nên là mình biết cái gì, mình cảm thấy cái gì hữu ích là mình cũng đã chỉ hết cho em rồi. Nhưng bẵng đi một thời gian dài sau đấy, mình nhắn tin em không trả lời. Cho đến vài hôm vừa rồi thì bé xuất hiện và kể lại cho mình câu chuyện diễn ra tiếp theo sau đấy. Em đã thử làm tất cả mọi cách mà chị bảo em nhưng mà không khỏi và em vẫn bị. Cho đến một hôm, lúc đó em đang đeo tai nghe và gọi điện cho bạn thân của mình qua cái máy tính. Bạn thân thì chạy deadline, còn em thì khá là buồn ngủ nên là đi ngủ trước. Thì sao? Em lại bị đè tiếp, thậm chí cái bóng đấy nó còn đi đến trước màn hình máy tính để tắt cái máy tính nó đi. Em chỉ biết ú ớ và nghe ở trong tai nghe bạn thân nói rằng: "Ê dậy, có thằng nào vào phòng mày kìa." Gọi cái gì? Gọi thế gọi nữa cũng chịu, không dậy được. Nhưng may quá là con bé bạn thân nó có chìa khóa nhà của em ý. Một bước nó chạy sang luôn, gọi con bé dậy thì nó thoát cái lên đấy. Đấy, thế là sau hôm đấy là bạn thân qua nhà con bé này ở cùng với cả bé một tháng luôn. Tưởng đâu là mọi chuyện em rồi. Đời đấy không mơ. Ngay đêm đầu tiên không có bạn thân bên cạnh thì có một giọng nói rất to hét vào tai của bé: "Cấm, không cho phép bé nhắn tin kể chuyện với mình nữa. Và cũng không cho bé nói chuyện này với gia đình, bạn bè hay người thân. Nếu như cố ý làm thì sẽ đem bé đi luôn." Đây cũng là cái lý do mà bé không còn nhắn tin với mình sau đó nữa. Cho đến khi mà cơ thể xanh xao mệt mỏi, thì mẹ của em là người chú ý tới cái điều này và biết là không ổn điểm. Mẹ em đã ngay tức tốc chạy đến nhà thờ để tìm sự trợ giúp từ mục sư. Và sau đó một đàn lễ đã được diễn ra. Ngày mà diễn ra nghi lễ, có một cái bồn nước được chuẩn bị sẵn cho em. Và em bắt đầu lâng lâng, chân nặng trĩu, và bên tai là muôn vàn những cái tiếng chửi rủa cấm cản không cho em bước vào cái bồn nước. Cho đến khi em vào được cái bồn nước rồi thì em cảm nhận ở phía sau lưng là muôn vàn những cái bàn tay đang bấu víu lên. Khi mà nhà sư bắt đầu tụng kinh lên ý, thì phía ngoài là tiếng la hét của đàn ông rất là to kinh khủng. Diễn biến thế nào thì bố không còn biết nữa, nhưng bé vẫn nhớ đấy là một người đàn ông cao hơn 1m7, mắt một mí, mũi cao và da dẻ trắng bạch. Có lẽ đấy là một người lính tử trận, bởi vì trên người anh ta vẫn còn mặc một bộ quân phục cũ kỹ. Mình cũng có hỏi là em có biết vì sao anh ta lại theo em không, thì bé có nói như này ạ: "Em thì hay đi ra ngoài đường, xong rồi có thói quen hát nghêu ngao chị ạ. Đã thế em từ trước đến nay hay ốm yếu, thế là anh ấy thấy hợp, thế là đi theo." Lại hồn.